Thưa quý vị và bà con, mỗi khi bão đổ bộ luôn kèm theo sóng to và gió lớn. Chính vì vậy, tàu thuyền thường được kêu gọi vào bờ để tránh rủi ro trên biển. Tuy nhiên, nếu neo đậu tàu thuyền không đúng chỗ, không đúng cách, thì vẫn bị thiệt hại do tàu thuyền va đập vào nhau và do sóng biển lật úp tàu. Để hạn chế thiệt hại khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, chúng tôi xin cung cấp cho quý vị và bà con một số hướng dẫn như sau. Đối với tàu đậu ở cửa sông, dọc trên sông thì có thể neo buộc cố định vào các trụ độc lập dọc bờ, mũi tàu hướng ra ngoài bờ. Vị trí của tàu so với bờ tạo thành góc 45 độ để khi gặp tình huống khẩn cấp tàu có thể quay, trở dễ dàng. Tàu đậu ở bến bãi, không có cầu tàu thì neo đậu phải theo hướng thẳng góc vào với bờ, giữ khoảng cách giữa các tàu đủ rộng để tránh va vào nhau. Tuyệt đối không neo đậu tàu theo hướng song song bờ, vì như thế tàu rất dễ bị sóng đánh thẳng vào mạn làm lật tàu. Thả cả neo lái và neo mũi để giữ cho tàu cố định. Khi trong vùng neo đậu có nhiều tàu, để việc neo đậu tàu không ảnh hưởng đến việc di chuyển của các tàu khác, đồng thời làm giảm sức căng dây neo khi chịu tác động của sóng. Có thể dùng một vật bằng kim loại treo vào dây neo, trọng lượng của vật bằng khoảng 1/2 trọng lượng neo. Sử dụng các lốp xe hơi cũ treo ở thành mạn tàu thuyền và cả mũi tàu thuyền để hạn chế va vào nhau và va vào cầu tàu thuyền. Không neo đậu tàu dưới hoặc bên cạnh cầu giao thông, không lấy trụ cầu để buộc neo tàu. Thả một hoặc hai neo trước mũi tàu, chiều dài dây neo bằng 5 đến 7 lần độ sâu nơi thả neo. Sau khi neo, cần kiểm tra dây neo, dây chằng buộc trên tàu và độ sâu dưới đáy tàu để đảm bảo phần chìm của tàu, kể cả chân vịt, không bị quệt đáy. Nếu trong khu neo đậu có cọc buộc tàu, thì buộc chặt dây neo mũi tàu vào cọc, sau đó thả thêm neo phía buồng lái. Nếu trong khu neo đậu không có cọc buộc tàu và có nhiều tàu neo đậu, thì cần tàu neo đậu hướng lái vào bờ, chằng buộc vào vật sẵn có trên bờ và thả thêm hai neo phía mũi tàu. Tối đa chỉ được neo 3 tàu liền nhau, giữa các tàu phải có đệm chống va và dây liên kết. Chọn nơi khuất gió và đáy biển là cát, cát pha sét hoặc sét. Neo tàu cách biệt các tàu khác, cách xa vách đá và chướng ngại vật khác. Thả một hoặc hai neo mũi, chiều dài dây neo gấp 5 đến 7 lần độ sâu nơi thả neo. Sau khi cho neo đã bám dây, tàu có thể quay trở các hướng mà không bị va đập với vật gì và không bị mắc cạn. Đối với tàu thuyền nhỏ, có thể kéo lên bờ, càng xa mép nước càng tốt, kê kích chằng buộc chắc chắn hoặc có thể tháo máy đưa lên bờ và đánh chìm tàu tại nơi neo đậu. Nếu khu vực trú bão ở xa thì chủ tàu có thể di chuyển tàu sâu vào trong sông, kênh, rạch, chọn vị trí khuất gió, quan sát hướng thả neo phù hợp, tốt nhất là theo hướng dọc sông, sao cho khi tàu chuyển các hướng mà không bị va chạm chướng ngại vật nào và không bị mắc cạn. Thả 1 đến 2 neo mũi, chiều dài dây neo bằng 5 đến 7 lần độ sâu nơi thả neo. Quý vị và bà con cần đặc biệt chú ý, nếu neo đậu tại các sông miền Trung, cần phải lưu ý lũ sau bão, không neo đậu tàu giữa sông và không điều động tàu di chuyển mỗi khi có lũ mạnh. Mỗi tàu cá phải trang bị ít nhất 2 neo thì mới đảm bảo an toàn. Đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình hướng dẫn neo đậu tàu thuyền khi có bão. Xin chào và hẹn gặp lại!